Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn An Nông vừa phối hợp với Hội Nông dân thị xã Gò Công và lãnh đạo địa phương tổ chức 3 cuộc hội thảo chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, quản lý dịch hại và hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả an toàn trên cây trồng cho nông dân, các xã Bình Xuân, Long Chánh và Long Hòa. Cây trồng chủ lực của các địa phương này là lúa và rau màu, nên các nhà khoa học tập trung chuyển giao đến nông dân các giải pháp canh tác thông minh, giảm chi phí, bảo vệ môi trường và khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học để nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm, đủ tiêu chuẩn được chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng khắt khe của người tiêu dùng nhưng vẫn bảo đảm năng suất và sản lượng. Đặc biệt, Tập đoàn An Nông còn chuẩn bị nhiều sản phẩm có tính điều hòa, giải độc mặn, rất thích hợp sử dụng cho cây trồng ở vùng dự án Ngọt Quá Gò Công, chịu tác động xâm nhập mặn nặng nề hơn so với các địa phương khác. Tập đoàn An Nông đã đem đến đây một số cái sản phẩm, thí dụ như cái Genki, cái HKC, đó là phân hữu cơ, là một trong những cái chương trình mà chính của cái buổi hội thảo này, là nó có một cái độ ẩm rất là tốt, giúp cho cây trồng của mình giữ được độ ẩm. Khi mà giữ được độ ẩm, tất nhiên là cái lượng nước cần phải tưới ít hơn, như vậy là cũng giúp cho bà con giải một giải pháp là tiết kiệm nước. Ngoài ra thì cái Brassilic, tức là cái Bacinolide, một cái chất điều hòa sinh trưởng có thể giúp cho cái cây của mình là nó hạn chế cái việc hút lên những cái chất mặn và chất phèn. Và Bích Thủy cũng xin lưu ý rằng tất cả Bích Thủy đều chỉ nói là hỗ trợ thôi, bởi vì là chưa có một nhà khoa học nào hay chưa một cái loại hóa chất nào có thể khẳng định rằng là cái mặn có thể là giải phóng được hoàn toàn cho cây trồng. Như vậy chúng ta cần phải theo dõi thông tin báo đài và nhất là theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương để có thể xuống giống cũng như là để có những cái biện pháp tốt nhất hạn chế được cái việc mà tác hại của mặn, xâm mặn hiện nay. Tại đây, tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam cũng lưu ý thêm các vấn đề mà nông dân cần quan tâm về chăm sóc rau màu trong điều kiện nắng nóng, thiếu nước, xâm nhập mặn và các vấn đề cần thiết để chuẩn bị tốt cho xuống giống vụ lúa hè thu chính vụ khi có lịch thời vụ của ngành nông nghiệp dự kiến vào khoảng tháng 5 tới. Đồng thời khuyến cáo bà con không lạm dụng phân thuốc, hướng dẫn nông dân cách phun thuốc đúng kỹ thuật và tăng cường sử dụng thuốc sinh học cho cây trồng. Cái quá trình mà chuyển từ cái thuốc hóa học sang cái thuốc sinh học đó bà con, thì nó hơi khó khăn tại vì bà con mình có cái tư tưởng là muốn diệt cái con sâu, con rầy, là bà con mình muốn phun cho nó chết liền. Để mà có cái hiệu quả thì bà con mình biết đây là cái hiệu quả về kỹ thuật. Nhiều khi bà con mình phun có mấy con rầy thôi, bà con mình phun thuốc khá nhiều để diệt có mấy con rầy thôi. Nhưng mà mình tính lại cái hiệu quả kinh tế thì không có hiệu quả kinh tế. Khuyên bà con mình nên là sử dụng cái thuốc sinh học là sao? Đợi cho chừng nào cái mức độ mà nó thấy là cần thiết để phun xịt ấy, thì bà con phun một lần thôi và đợi cho nó chết. Từ từ nó chết chứ không phải là như hóa học mình phun cho nó chết liền. Các cuộc hội thảo nhận được sự quan tâm nhiệt tình của nông dân bởi vì cùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, Tập đoàn An Nông còn biểu diễn văn nghệ phục vụ nhu cầu giải trí và qua đó lồng ghép giới thiệu phân thuốc mới. Hướng dẫn cách sử dụng phân thuốc bằng lời ca, tiếng hát đã tạo bầu không khí vui tươi. Dịp này, An Nông còn gửi tặng nông dân tham gia hội thảo nhiều phần quà hấp dẫn với mong muốn đồng hành cùng nông dân dùng đất mặn ven biển Gò Công, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao, tăng thu nhập cho gia đình.